kính mời tất cả quý khán thính giả theo dõi toàn bộ cuộc họp báo của Tổng thống Trump với các ký giả để giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thất bại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhì tổ chức ở Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chúng tôi bắt đầu gửi lời cảm ơn đến ông Thủ tướng Việt Nam. Ở Hà Nội rất là tốt đẹp. Và nhìn thấy những gì trong suốt 25 năm qua cho người dân Việt Nam rất là tốt đẹp. Phát triển kinh tế là những gì rất đặc biệt. Tôi cảm ơn tất cả người dân Việt Nam đã tổ chức rất tốt đẹp. Chúng tôi có, mà theo tôi nghĩ, một tin tức liên quan đến Ấn Độ và Pakistan. Hiện nay là hy vọng là cái việc mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ kết thúc. Hiện nay có rất nhiều các mâu thuẫn, và vì thế chúng tôi cố gắng giúp đỡ cho hai quốc gia này và hy vọng đạt được hòa bình, và đó là những gì đang diễn ra. Chúng tôi có Venezuela, chúng tôi gửi hàng viện trợ, không dễ dàng. Một số người nói hãy cứ làm nó đi, nhưng mà có cái sự khác biệt gì khi mà chúng tôi tiếp tục cố gắng gửi đến hàng viện trợ cho Venezuela? Và kẻ mà lãnh đạo đã không cho hàng viện trợ vào đây, một số những thành phố và một số những cái khu vực đã bị ảnh hưởng nhiều nhất. Về vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi mới rời khỏi ông Kim, và đây là một cái cuộc nói chuyện có tiến bộ, tích cực. Và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng thấy rằng có những cái kết quả mà không nhất thiết phải cần ký. Và đối với ông Kim Jong-un thì ông là một người cứng rắn. Chúng tôi vẫn có một số các sự lựa chọn, nhưng mà đến lúc này tôi không thấy là cần thiết phải ký vào thỏa thuận. Và trong vòng 2 ngày qua là một những cái ngày mà có nhiều điều đáng chú tâm. Nhưng mà đây chỉ là một trong những cái việc mà tôi để cho ông Mike trình bày. Cảm ơn ông Tổng thống. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều. Trong cả nhiều tuần lễ qua để có thể tiến tới cái hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay. Và từ tháng 6 năm ngoái, hai bên đã đạt được những gì mà chúng tôi cố gắng tiếp tục với cái con đường đó để đưa đến thảo luận lần này. Và trong vòng 24-36 giờ vừa qua, như quý vị đã thấy, rất tiếc là chúng tôi đã không đạt được những gì như quý vị đã thấy, là ông Chủ tịch Kim hy vọng là muốn ông chúng tôi muốn ông làm nhiều hơn, nhưng mà ông không chịu. Nhưng mà tôi vẫn lạc quan là sẽ hai nhóm sẽ tiếp tục trở lại làm việc chung với nhau và sẽ tìm kiếm một cái giải pháp nào đó. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng là cái việc này nó cần thêm thời giờ, và cả hai nhóm đều cũng đã biết được, mặc dù có những cái đường hướng có thể tiến tới, nhưng mà có nhiều vấn đề chưa có giải quyết được. Và chúng tôi vẫn hy vọng vẫn có thể có những cái tiến triển trong các cuộc thảo luận, và đó có nghĩa là giải trừ nguyên tử Bắc Hàn, và điều mà người dân Mỹ và cả thế giới đều muốn. Nhưng chúng tôi rất muốn rất nhiều, nhưng mà rất tiếc, một lần nữa tôi rất là lạc quan để có thể đạt được cái thỏa thuận. Và quan trọng là cả hai nhà lãnh đạo đều đồng thuận với những gì mà chúng ta muốn đạt được, một cái thỏa thuận tốt. Và ông Chủ tịch Kim và cũng như ông cũng cảm thấy là có một cái sự tiến triển tốt cho đến giờ phút này, và cần phải tiến hành thêm nữa trong thời gian tới và trong những tuần lễ tới. Tổng thống Trump bắt đầu lấy câu hỏi. Tôi thấy rằng là rõ ràng có nó khó khăn hơn, và thế thì phía Bắc Hàn đòi hỏi cái điều gì?
Tất cả đều là vấn đề cấm vận. Căn bản đó là vấn đề cấm vận. Hoàn toàn bỏ tháo bỏ cấm vận. Chúng ta không thể làm điều đó được. Chúng ta muốn phía Bắc Hàn phải giải trừ một số các khu vực chính, nhưng mà bên phía Bắc Hàn lại muốn muốn tháo bỏ cấm vận trước. Đó là lý do mà tại sao tôi phải rời bỏ. Và những lệnh cấm vận hiện nay đang có. Có trong nhiều tuần lễ vừa qua, quý vị nhìn thấy chúng tôi chưa có một cái điều gì. Và cho đến giờ phút này thì Chủ tịch Kim vẫn là một người bạn tốt với chúng tôi. Họ có nhiều tiềm năng lắm. Nhưng mà chúng ta chờ xem. Họ muốn lệnh cấm vận được tháo bỏ toàn diện, nhưng mà có những cái điểm mà tôi muốn họ phải giải trừ nguyên tử mà họ không chịu. Đây là một cái vấn đề vô cùng phức tạp về vấn đề cấm vận và giải trừ nguyên tử. Ông có thấy được là ông viễn tượng của ông Kim nhìn thấy trong tương lai như thế nào hay không? Tại sao rõ ràng là ông vẫn muốn giữ một số các nguyên tử? Tôi không muốn bình luận về cái vấn đề đó. Lẽ đương nhiên ông có một cái viễn tưởng, nhưng mà không phải là viễn tưởng của nước Mỹ. Cách đây cả một năm rồi, chúng ta có thể tiến tới điều đó, nhưng mà có một lần nữa một số điểm mà chúng tôi quyết định là rời bỏ cuộc họp. Có ông Sean Hannity ở đây, ông làm gì ở đây đây? Nếu ông ta muốn tháo bỏ lệnh cấm vận, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái khoảng cách đó? Rõ ràng có một cái khoảng cách. Chúng ta muốn tháo bỏ cấm vận, nhưng mà đồng thời đó là ông không chịu từ bỏ nguyên tử. Chúng tôi biết rất rõ cái quốc gia này, chúng tôi biết từng inch một, và đó là lý do không thể nào mà hủy bỏ lệnh cấm vận. Mr. President, thank you. Mr. Secretary, good to see you. Mr. President, if you could elaborate. Thưa ông Tổng thống, ông có thể giải thích thêm nữa. Chúng ta đã có lịch sử và đã từng rời bỏ hội nghị này. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã đạt được cái thỏa thuận cuối cùng. Đây có phải là cái quyết định của ông? Và những cái thông điệp nào mà ông muốn gửi đến cho ông Chủ tịch Kim về cái tương lai cũng như là cái quan hệ giữa hai nước? Đây không phải là quyết định của tôi. Đó là cái mục tiêu gì? Chúng ta sẽ giữ cái quan hệ để xem coi trong vòng thời gian tới này. Chúng ta ít nhất đã lấy lại được cái con tin. Và thêm một điểm nữa là ông Chủ tịch Kim hứa với tôi vào tối qua là sẽ không tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn và nguyên tử, sẽ không thử nghiệm nữa. Và tôi tin ông, và tôi hy vọng là ông giữ lời hứa. Mai sẽ nói thêm về các vấn đề này, cũng như là tiếp tục giữ quan hệ tốt đẹp với người dân, và nhất là người dân đại diện cho Bắc Hàn. Tôi nói chuyện với Thủ tướng, tôi chưa nói chuyện với ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật, cũng như là Tổng thống Nam Hàn. Và mọi người đều mong mỏi là sẽ đạt được một cái điều gì đó, nhưng mà tôi cảm thấy là không đạt được, vì thế sẵn sàng bỏ đi.